Xin kính chào cô dì chú bác. Chào mừng cô dì chú bác đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì bản tin ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến cho quý vị khán giả về hai cái tin. Thứ nhất là quý vị khán giả cũng biết rằng ngày hôm nay thì cơ quan chức năng cũng xuống làm việc với bà Lê Thu Vân là bị can thứ bảy. Thì cái bà Lê Thu Vân này là một trong những người mà đặc biệt cũng rất là quan trọng trong Thiền Am, và hầu như là luôn sát cánh, kề vai sát cánh với ông Lê Tùng Vân khi mà ở trại cô nhi Thánh Đức, cũng giống như là khi mà ở Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì quý vị biết rồi, thì phía bên luật sư của phía bên Thiền Am cũng làm một cái giấy là yêu cầu đình chỉ cái vụ án liên quan tới bà Lê Thu Vân do bà mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà phía cơ quan chức năng họ chưa có trả lời về cái thư đình chỉ đó. Cũng giống như là chưa có kết quả, và như họ cũng thông báo là ngày hôm nay họ cũng xuống làm việc cùng với cơ quan chức năng đối với bà Lê Thu Vân. Cái thông tin thứ hai mà em muốn gửi đến cho quý vị khán giả đó là những YouTuber livestream tại phiên tòa sẽ bị xử phạt từ 15 đến 30 triệu đồng. To nha quý vị, to ha, rất là to, rất là nguy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào bằng đầu tiên, chúng ta phải chia sẻ về bà Lê Thu Vân. Thì chúng ta cùng tổng hợp lại những cái tin tức và chúng ta sẽ đi phân tích. Thì cũng như luật sư bên Thiền Am cũng đã chia sẻ trong một cái đoạn video dài khoảng 17 phút, nói rằng thì ngày hôm nay cơ quan chức năng cũng xuống làm việc với bà Lê Thu Vân, nhưng mà hầu như không làm được gì khi mà bà Lê Thu Vân không có trả lời, cũng giống như là bệnh nặng. Và phía bên luật sư cũng nói rằng là phía bà Lê Thu Vân cũng nói rằng là tiên đoán sức khỏe của bà Lê Thu Vân là nặng. Nghe câu này là nặng là thấy là mệt thấy ha. Sức khỏe nặng là giống như là những người mà bệnh hiểm nghèo. Và phía cơ quan chức năng cũng yêu cầu là phía bên luật sư của Tà Am đã làm cho bà Lê Thu Vân một cái phiếu khám bệnh. Thì trong cái phiếu khám bệnh đó thì có đầy đủ 8 bước, giống như là siêu âm, xét nghiệm, rồi nội soi này kia, để mà chứng minh tình trạng cái sức khỏe của bà Lê Thu Vân. Thì phía bên bà Lê Thu Vân thì cũng không đồng ý. Không đồng ý vì sao? Không đồng ý vì cho rằng là thứ nhất là bà Lê Thu Vân không có chịu nội soi, tại vì khi mà nội soi bà rất là đau, bà phải la làng nên không nội soi. Cái thứ hai là tình hình sức khỏe của bà Lê Thu Vân cũng đang rất là yếu, nên không thể mà tiêm cái thuốc gì vô đó nếu mà không đảm bảo sức khỏe đó, nên không thể làm cái tờ giấy được. Thì quý vị nghĩ sao về cái buổi làm việc ngày hôm nay? Đa phần là không làm việc được gì phía cơ quan chức năng về, và hai luật sư của phía bên Thiện Am thì đặt bà Lê Thu Vân ngậm kế bên, và cái bà Lê Thu Vân thì nằm võng, còn hai luật sư thì ngồi trên bàn. Trời cũng thấy rất là mát, rất là cũng hơi nắng nắng, nói chung là chắc nằm ở phía trước quý vị, chắc nằm ở phía trước ha. Mà cũng tội ha, cũng tội bà bệnh nặng mà cũng phải ra livestream cùng các luật sư nữa, cũng tội nghiệp ha. Quý vị biết hai luật sư vừa vào chia sẻ cái là bà Lê Thu Vân lấy cái gối che cái mặt lại, thì không biết là có ngụ ý gì đây hay nặng quá không dám đưa mặt ra để mà nhìn. Mà chúng ta cùng nhìn lại cái này nè. Bà Lê Thu Vân tự nhiên lại bỏ trốn khỏi Thiền Am, mất tích sau một tháng. Một tháng sau thì lại tìm đến luật sư để yêu cầu luật sư hỗ trợ về pháp lý của mình, cũng giống như ra đầu thú tại cơ quan chức năng đó. Sau khi mà bị cơ quan chức năng ra cái lệnh là truy nã, thì những cái nhờ luật sư, đúng là bởi vì thật sự ra những cái này á phải nhờ luật sư, tại vì luật sư bởi vì có gì cũng tung lên mạng, nên bởi vì không có gì mà lương lẹo được, quý vị thấy không? Đã nhờ luật sư tung lên mạng những cái hình ảnh của bà Lê Thu Vân, nên bây giờ á nó bà mệt, bà không khỏe hay gì á, cũng có nhiều cái điểm nghi vấn. Tại sao? Tại vì khi mà bà Lê Thu Vân đến gặp luật sư thì chúng ta thấy bà Lê Thu Vân thì bà ốm với bà tiều tụy từ xưa tới giờ rồi, đúng không quý vị? Có thể cho là hoảng sợ nên tinh thần sức khỏe nó không tốt. Cái thứ hai ở đây chúng ta thấy được bà Lê Thu Vân vẫn còn ăn, vẫn còn nói chuyện bình thường, thậm chí là ký giấy tờ cho phía luật sư, ủy quyền cho luật sư để biện hộ giùm mình. Thì sau khi mà ra trình diện với cơ quan chức năng thì cơ quan chức năng nói ở tình hình sức khỏe này cũng hỗ trợ, cũng giống như là cho bà Lê Thu Vân tại ngoại
ở trong thiền am, để những người trong thiền am nuôi dưỡng ha quý vị ở nhà ha. Đó. Từ khi bà Lê Thu Vân vô thiền am thì quý vị thấy rồi, cơ quan chức năng đã xuống làm việc hai lần rồi, như là 16 tháng 8 rồi hôm nay nữa. Đó. Thì bà Lê Thu Vân bệnh và không trả lời, không làm gì hết. Nói chung là nguyên tắc ba không đó, không nghe, không thấy và không nhớ. Đó. Nói chung là bây giờ là thay Lê Thu Vân rồi, xưa quý vị thấy ông Lê Thu Vân nằm giỏng này kia, than mệt này kia, ngày hôm nay thì có bà Lê Thu Vân thì cũng nằm vậy than mệt và nói là không nhớ đản trí, không nhớ rồi không biết rồi mệt đó. Nhưng mà mệt mà vẫn còn ra để cái cảnh mà livestream ha, cái thật sự ra thấy thấy cái cảnh đó, thật sự những người mà yêu mến thiền am sao chịu nổi, sao cầm được nước mắt, đúng không quý vị? Sao cầm được nước mắt? Nhiều người trong thiền am sẽ nói rằng một bà già như vậy mà phải chịu tội như này rồi ra cực khổ như này. Nhưng mà quý vị có đặt lý do là ai làm nên việc này không? Tại sao bà Lê Thu Vân bà mệt mỏi như vậy mà bắt bà ra để mà nằm ở đó cho những luật sư này chia sẻ? Mà nằm ở đó, nhưng mà theo đó nằm ở đó thì cũng sẽ có nắng. Và nắng một người bệnh mà như vậy á thì làm cho ta mệt thêm, mà tại sao lại bắt đem ra ngoài đó làm gì? Có phải là lại dùng cái tâm lý là người già, phụ nữ để đánh vào cái lòng của những người mà đang yêu mến thiền am không? Đó, thấy không? Quý vị thấy á, khi mà nói chuyện với luật sư hay là ký giấy tờ gì với luật sư thì còn khỏe khoắn, còn minh mẫn, còn nói chuyện được, còn nhớ. Nhưng mà khi cơ quan chức năng lại thì cho rằng là mình bệnh, mình không có hợp tác. Mà nói thật với quý vị khán giả nè, nếu mà bà Lê Thu Vân bà không có vấn đề gì trong cái câu chuyện này thì tại sao phải trốn tránh, đúng không? Đáng lẽ là cần phải phối hợp với cơ quan chức năng để mà làm ra lẽ sáng tỏ cái vụ việc này càng sớm càng tốt, để không có liên quan tới mình hoặc là những cái tin đồn không đúng về mình thì cần phải phối hợp để làm sáng tỏ, chứ không phải là giờ để mà có thể, em thấy không, nghi vấn có thể là giả bệnh để mà có thể mà được đình chỉ cái vụ án này, không có điều tra nữa điên bà Lê Thu Vân. Nhưng mà cái này rất là nhỏ và bị nhặt, cái này rất là hiếm, phải nói là rất là hiếm luôn. Tại sao? Tại vì á, nếu mà theo luật sư Vũ chia sẻ thì cần phải đáp ứng được rất là nhiều những cái vấn đề mới cơ quan chức năng mới xem xét việc đình chỉ vụ án này đối với người bệnh nặng. Nhưng mà quý vị thấy không, nếu mà một người mà theo ông luật sư nói tiên lượng xấu, tiên lượng không đúng, tiên lượng mà nặng á, thì cần phải đưa đến bệnh viện để cho bác sĩ kiểm tra, để mà bên bệnh viện người ta còn có những cái biện pháp để mà cứu chữa bệnh kịp thời, đúng không quý vị? Nhưng mà đằng này thì phía bên những người trong thiền am thì lại để bà Lê Thu Vân ở đó, để bà Lê Thu Vân ở đó thì liệu có khỏe hơn được không? Ở nhà những người trong thiền am chăm sóc bà Lê Thu Vân thì có khỏe hơn được không bằng những bác sĩ không? Tại sao mà nếu mà thương bà Lê Thu Vân tại sao không đem bà lên từ bệnh viện để mà chăm sóc? Cũng giống như là có thể mà làm cái giấy đó. Nói chung là trong mọi người ai mà không sợ đi đến bệnh viện, ai mà không sợ đến khám tổng quát, em cũng sợ đến khi mà khám tổng quát mà giống như nội soi cũng sợ, ai cũng sợ hết. Nhưng mà cái sợ với cái đảm bảo sức khỏe của mình, với có cái đó chứng minh cho cái sức khỏe của mình là gì, thì sau này mình dễ nói chuyện hơn. Mà tại sao lại lựa cái lý do là nó mình sợ chứ không đủ sức khỏe để làm những cái điều đó, đúng không? Đó. Em đặt ra một cái tình huống đây là có phải là sợ vì sao? Sợ vì khi mà làm cái tờ giấy đó, bác sĩ và những người người ta có chức, người ta có chuyên môn á, ta sẽ khám ra hoàn toàn không có bệnh đó. Thì theo bà Huệ, là em của bà Lê Thu Vân cũng chia sẻ, bà Lê Thu Vân này chỉ bị bệnh chỉ thôi, còn bệnh này thì không biết như thế nào, mà chúng ta cũng chưa có thấy những cái giấy tờ mà liên quan tới căn bệnh của bà Lê Thu Vân. Mà nói thật sự, nếu mà bệnh tới nỗi mà không có thể mà hợp tác với cơ quan chức năng để mà điều tra làm sáng tỏ cái vụ việc này thì nó hơi là khó tin, không vậy? Nó hơi là khó tin. Tại vì khi mà nói chuyện luật sư thì bà Lê Thu Vân này bà còn nói chuyện bình thường, bà còn ký giấy tờ, còn ăn cái này được, còn bây giờ hôm nay cơ quan chức năng hỏi thì trả lời thôi, có đúng sự thật hay không thôi. Để là em đang nghi vấn ở chỗ này nè, bây giờ là em có biết là phía luật sư họ là đang muốn cho cái vụ việc này đình chỉ hay là muốn làm cho thiền an trong sạch? Đó, chúng ta phân biệt nha. Muốn làm cho cái sự việc liên quan tới bà Lê Thu Vân này đình chỉ là không phải là chứng minh được bà Lê Thu Vân là có tội hay không có tội ha. Đó, chỉ giả sử như là bà nằm trong một số những trường hợp đặc biệt hiểm nghèo này kia thì có những cái chính sách khoan hồng đối với bà, nhưng mà cũng không có thể mà chứng minh được bà là có tội hay không có tội. Đối với một người công dân, cái uy tín của mình hoặc là cái quyền và nghĩa lệ một người rất là hợp pháp, đúng không quý vị? Đúng không? Sao mà để mà mình có tội được? Mà đối với một luật sư là bào chữa,
cho một người thoát khỏi tội, chứ không phải là bào chữa cho một người mà để mà cái câu chuyện này để giả bệnh hoặc là đình chỉ cái này thì nó không có đúng, đúng không? Đó. Thì quý vị thử thử xem lại những cái tình tiết đây, đúng không? Đó. Khi mà cơ quan chức năng lại thì theo lời luật sư chia sẻ là không làm được việc gì hết. Vậy là sao? Vậy là có phải muốn kéo dài cái sự việc này ra nữa không? Là muốn kéo dài nhằm mục đích gì? Muốn kéo dài nhằm mục đích gì? Đáng lẽ là người ta phải muốn nhanh chóng để kết thúc cái vụ việc này, và những người mà ta không có bị liên can hay là những người ta không bị liên đới thì người ta phải rõ ràng ra để cơ quan chức năng kết luận những người trong cái câu chuyện này là đúng hay sai. Nhưng mà tại sao họ lại cứ dằn dặn là họ tránh đi cái sự việc là những người trong thiền am tiếp xúc với cơ quan chức năng và nói những cái vấn đề. Thì vậy những cái vấn đề đó là những vấn đề gì? Hả? Mà tại sao nó mở miệng ra nói thương bà Lê Thu Vân, mà bà Lê Thu Vân bệnh nặng như vậy mà không đưa bà đi bệnh viện? Quý vị có đặt ra không? Nếu mà người nhà của quý vị khán giả mà nói rằng tiên lượng xấu thì tất nhiên là phải đưa đi bệnh viện rồi, đúng không? Để bác sĩ còn cứu chữa này kia rồi cứu kịp thời nữa. Nhưng mà tại sao lại không đưa bà Lê Thu Vân đi mà để bà Lê Thu Vân nằm như vậy, mà lại cho hai luật sư ngồi kế bên mà giữa trời mà có thể nắng nắng như vậy đối với một người mà bệnh tiên lượng xấu như vậy, có phải là điều tốt hay không? Đó, đó là cái mà điều mà chúng ta nhìn thấy được trong cái câu chuyện của ngày làm việc ngày hôm nay là hình như là không có hợp tác, đúng không? Không hợp tác, và cơ quan chức năng yêu cầu làm cái giấy đó thì họ cũng biện minh cho cái sự là không làm cái tờ giấy đó là vì lý do này, lý do kia, lý do nọ. Đó, thì quý vị hãy tự đánh giá xem là họ đang trốn tránh hay họ đang đối mặt, đúng không? Có những người quang minh chính đại thì họ mới đối mặt, họ không làm họ mới đối mặt. Còn những người mà dạng như là sợ sệt hay là sợ khi mà mình nói mình lỡ lời, mình khai ra cái gì bắt lời thì họ mới trốn tránh thôi. Đó, vậy là hỏi quý vị là có tội hay không có tội ha. Đó. Rồi ngày hôm nay tiếp tục em sẽ chia sẻ với quý vị YouTuber hết đường livestream phiên tòa. Rất là sốc nha quý vị nhà ha. Đây em sẽ cho quý vị nhà xem. Đây giờ chúng ta cùng nghe. YouTuber hết đường livestream phiên tòa. Pháp luật online, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Chí Tuệ cho biết livestream là ghi phát trực tiếp và là hành vi bị nghiêm cấm. Sáng ngày 29 tháng 8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây, sẽ hướng dẫn việc xin phép ghi âm, ghi hình tại tòa. Tại cuộc họp báo, phóng viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề dự thảo năm của pháp lệnh quy định chế tài xử phạt đối với hành vi livestream, nhưng pháp lệnh vừa được công bố đã bỏ hành vi này, chỉ xử phạt hành vi ghi âm, ghi hình khi chưa được phép. Từ đây hành vi livestream có bị xử phạt không? Nếu có sẽ xử lý theo quy định nào? Phóng viên hỏi. Tiếp đó, phóng viên báo Thanh Niên hỏi, pháp lệnh quy định nhà báo bị phạt tiền nếu ghi âm, ghi hình không được sự đồng ý của hội đồng xét xử và người tham gia tố tụng. Vậy cách thức xin ý kiến của nhà báo như thế nào? Xin phép bằng văn bản hay bằng miệng tại phiên tòa? Trả lời, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Chí Tuệ cho hai các luật, Bộ luật tố tụng, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính đều quy định ghi âm, ghi hình hội đồng xét xử, những người tiến hành tố tụng phải được sự đồng ý của những người đó. Những người khác muốn ghi âm, ghi hình những người tham gia tố tụng cũng phải được sự đồng ý của họ. Đây là nguyên tắc thể hiện bảo đảm quyền con người. Báo chí có quyền của báo chí nhưng những người khác cũng có quyền công dân. Khi thực hiện quyền của người này thì không được xâm phạm quyền của người khác, đó là nguyên tắc tổng quát nhất, ông Tuệ nói. Theo Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao, luật báo chí quy định báo chí được phép ghi âm, ghi hình nhưng ghi âm, ghi hình cũng phải tôn trọng quyền của người khác. Điều này luật quy định rồi, không phải chúng tôi vẽ ra để gây khó khăn cho báo chí. Chúng tôi rất muốn tạo mọi điều kiện cho báo chí hoạt động nhưng luật quy định muốn vào tác nghiệp tại phiên tòa. Như phiên tòa hình sự chẳng hạn thì phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa, ông Tuệ nói thêm. Với câu hỏi nhà báo phải xin phép thế nào, ông Tuệ nói, trong một hội trường đông như thế thì xin phép thế nào? Đây cũng là vấn đề đặt ra, từ đây sẽ phải có hướng dẫn. Phó Chánh án cũng thừa nhận câu hỏi của nhà báo rất khó. Ông cũng cho biết quá trình thảo luận về nhà nước, pháp quyền, Tòa án Nhân dân Tối cao đã tính đến việc sẽ phải xây dựng những quy phạm về cách tác nghiệp của nhà báo tại phiên tòa. Nhà báo hỏi câu này, chúng tôi chưa thể trả lời ngay là xin phép thế nào. Nhưng nếu anh không xin phép, người ta biết được anh đăng ảnh hội đồng xét xử hoặc chụp ảnh đương sự trong vụ án ly hôn đưa lên mạng chẳng hạn. Người ta khiếu nại thì chắc chắn nhà báo sẽ bị xử lý, vẫn theo lời ông Tuệ. Phó Chánh án mong muốn nhà báo khi tác nghiệp thực hiện đúng quy định, hỗ trợ cho tòa hoạt động, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quyền của người khác. Câu này chúng tôi xin khất là sẽ có hướng dẫn, bây giờ chưa có hướng dẫn, ông Tuệ nói thêm. Về hành vi livestream, ông Tuệ giải thích các luật về tố tụng chưa sử dụng từ này nên pháp lệnh này chưa quy định. Tuy nhiên, nghị quyết của Quốc hội về xét xử trực tuyến có quy định không được phép livestream. Có Chánh án giải thích livestream là ghi phát trực tiếp, ghi hình, ghi âm đã là sai, sau đó còn phát tán lên mạng thì mức độ lỗi còn lớn hơn. Đây cũng là hành vi bị nghiêm cấm, ông Tuệ nói và cho hay ban đầu dự thảo.
Pháp lệnh quy định có hành vi livestream nhưng sau đó Thường vụ Quốc hội thảo luận cho rằng luật tố tụng chưa quy định nên không đưa vào pháp lệnh. Luật sư là người am hiểu pháp luật, phải làm gương cho những người khác về việc tuân thủ pháp luật nên khi vi phạm thì mức xử phạt nặng hơn. Luật sư am hiểu pháp luật, vi phạm bị chế tài nặng hơn. Báo Pháp luật Việt Nam hỏi vì sao theo pháp lệnh, luật sư LS vi phạm sẽ bị chế tài nặng hơn đối tượng khác. Ông Nguyễn Chí Tuệ cho biết, theo quan điểm của Tòa án Nhân dân tối cao, lãi suất là người am hiểu pháp luật. Khi tham gia tố tụng, luật sư phải thể hiện sự tôn trọng pháp luật, thậm chí làm gương cho những người khác tuân thủ theo. Bởi vậy, khi họ vi phạm thì mức xử phạt nặng hơn. Chúng tôi đã đánh giá rất kỹ điều này. Như Tổng Bí thư nói, những người làm công tác chống tham nhũng lại tham nhũng thì bị xử phạt nặng hơn những người bình thường. Trường hợp này, luật sư cũng thế. Ông Tuệ nói và cho hay luật sư có bị áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư hay không, thì xử lý theo Nghị định 82 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Ngoài ra, phóng viên pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh hỏi thêm, theo Điều 30 Luật Tố tụng Hành chính quy định, hành vi của tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng sẽ không bị khởi kiện. Với quyết định, hành vi của những chủ thể khác có thẩm quyền xử phạt theo pháp lệnh có bị khởi kiện không? Những chủ thể khác không bị loại trừ thì người bị xử phạt vẫn có quyền khiếu kiện hành chính bình thường. Ở đây chỉ loại trừ các quyết định của tòa, ông Tuệ trả lời, không quy định mức phạt hành vi livestream. Theo dự thảo 5 của pháp lệnh, hành vi ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh phiên tòa và phát trực tiếp trên không gian mạng, livestream, phóng viên sẽ bị phạt tiền 7 đến 15 triệu đồng. Nếu người vi phạm là nhà báo thì mức phạt là 15 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, tại pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hôm ngày 18 tháng 8 đã không còn quy định về hành vi livestream và cũng không phân biệt chủ thể vi phạm là nhà báo hay cá nhân khác. Cụ thể, người có hành vi ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, vụ án hành chính, không tuân theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự thì bị phạt tiền 7 đến 15 triệu đồng. Đó thì quý vị cũng đã nghe lại cái quy định mức phạt hành chính đối với live stream ha, lần này là căng rồi nha quý vị khán giả ha. Nếu mà live stream hay là mọi thứ mà ghi ảnh ghi hình mà không được sự đồng ý của tại phiên tòa thì đều phải xử lý hết. Và điều đặc biệt ở đây đó là những luật sư để tránh những cái thông tin mà sai sự thật hoặc là chia sẻ thông tin không đúng về cái phiên tòa thì em nghĩ rằng ra cái quy định này rất là hợp lý cho những cái luật sư khi mà tham gia bào chữa hay gì đó ghi âm ghi hình và tung lên mạng xã hội là sai quy định của pháp luật thì cần phải xử lý nghiêm. Và người như em đã nói rồi, người mà biết luật hiểu luật thì cần phải xử lý nghiêm hơn nữa đó. Thì rất là cảm ơn quý cô dì chú bác đã theo dõi. Chúc quý vị cô dì chú bác có một ngày vui vẻ hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.